Vai trò của bát hương là để người dâng thắp nén nhang, thể hiện lòng thành kính với người đã khuất cũng như các bậc anh hùng, thần thánh. Chính vì thế mà hoa văn trang trí cũng mang tính chọn lọc, hàm nghĩa sâu sắc. Đồ đồng Dung Quang Hà xin được phép giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm bát hương đồng khảm ngũ sắc với họa tiết song long trầu nguyệt thân vàng cực kỳ độc đáo và tinh xảo. Tạo hình tôn nghiêm của bát hương bàn thờ được thiết kế có dạng ống trụ, miệng loe rộng. Phần chân đế có những đường uốn lượn mềm mại nhưng vẫn tạo ra dáng đứng vững chãi. Bộ phận này được trang trí hình đồng xu, cành lá vươn dài uyển chuyển. Ngoài ra, các bạn có thể thấy những đường gờ nổi vô cùng khỏe khoắn. Hình ảnh đôi rồng trầu nguyệt vô cùng truyền cảm. Đôi mắt của rồng chăm chú quan sát vầng nguyệt đang bừng sáng. Xung quanh mặt nguyệt là những áng mây bồng bềnh. Những bông hoa sòi nối tiếp nhau tựa như lớp rèm rủ xuống. Bên dưới cảnh song long trầu nguyệt là lớp hoa văn đầy sáng tạo. Nghệ thuật khảm ngũ sắc khai thác các kim loại là đồng xanh, đồng đỏ, đồng vàng, lá bạc, lá vàng. Ngoài ra, tất cả các ánh kim đều nổi bật ở trên nền nâu. Hình ảnh trung tâm ở sản phẩm là song long trầu nguyệt. Nó biểu trưng cho vượng khí dồi dào, đất trời êm ả, mưa thuận gió hòa. Đây cũng là khát vọng của con người từ xa xưa đến hiện tại. Đồ đồng Dung Quang Hà.